Theo dự báo bão Kraton duy trì cấp siêu bão trên biển Đông, tuy nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Dự báo sóng biển cao từ 9 đến 11m, biển động dữ dội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 1 tháng 10, vị trí tâm bão Kraton, bão số 5, ở vào khoảng 20,9 độ vị Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp siêu bão, từ 184 đến 201 km h giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km h Dự tính cho tới thời điểm hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão bão số 5 trên vùng biển phía đông bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Đài Loan Trung Quốc khoảng 110 km về phía nam tây nam, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ khoảng 5 km một giờ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật cấp 17, từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh và sóng lớn là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng chỉ trong vòng 9 tháng năm nay giá trị nhập khẩu gạo của Việt Nam đã lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, riêng 8 tháng qua Việt Nam chi gần 850 triệu đô la Mỹ, tăng gần 44% so với năm trước để nhập khẩu gạo. Lũy kế 9 tháng năm nay, nước ta đã chi 996 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu các mặt hàng gạo về phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng nội địa, tăng mạnh 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là con số cao kỷ lục lịch sử, đồng thời vượt xa kim ngạch nhập khẩu 860 triệu đô la Mỹ của cả năm 2023. Nếu theo tốc độ nhập khẩu như 2 tháng vừa qua, năm 2024, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng gạo có thể lên tới 1,3 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Công thương, sản lượng lúa gạo hàng năm của Việt Nam tương đối dồi dào, đảm bảo an ninh lương thực, dự trữ quốc gia và dành một lượng nhất định cho xuất khẩu khoảng 6 đến 6,5 triệu tấn một năm. Trên thực tế các sản phẩm lúa gạo có nhiều phân khúc khác nhau như gạo để nấu cơm, gạo nguyên liệu để chế biến ra bánh bún phở. Do đó vài năm gần đây, ngoài xuất khẩu, nước ta cũng nhập một số lượng lớn gạo để bù đắp trong trường hợp cần thiết hoặc nhập gạo từ quốc gia xuất khẩu lớn như Ấn Độ để chế biến thực phẩm, làm phụ phẩm thức ăn chăn nuôi. Một số doanh nghiệp sản xuất xuất nhập khẩu lúa gạo nhận định, gạo nhập khẩu không chỉ bù đắp khoảng trống trong phân khúc gạo thấp cấp mà còn có giá rẻ, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thế nên, việc nhập khẩu gạo không ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo mà còn giúp giá và kim ngạch gạo Việt Nam ổn định hơn. Tổng công ty Dầu Việt Nam vừa triển khai ứng dụng cho phép khách hàng mua xăng trước qua app trả tiền sau tại gần 900 cửa hàng trên cả nước. Mỗi khách hàng được cấp hạn mức tối đa 1 triệu đồng. Theo đó, khách hàng cần đăng ký ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và được ngân hàng xét duyệt tín dụng, không cần chứng minh thu nhập. Mỗi khách hàng được cấp hạn mức tối đa 1 triệu đồng và có 45 ngày để thanh toán qua ngân hàng liên kết. Điều này có nghĩa là khách không cần nạp tiền trước nhưng vẫn có thể mua xăng dầu tại gần 900 cửa hàng của đơn vị trên toàn quốc qua ứng dụng. Nếu thanh toán đúng hạn, tức là 45 ngày, khách sẽ không phải trả lãi. Ngược lại, nếu trễ hạn sẽ bị tính lãi suất như thẻ tín dụng. Đây là điểm khác biệt so với trước đây khi khách phải sử dụng thẻ điện tử và thanh toán tiền xăng ngay lúc mua qua mã QR trên thiết bị di động. PV Oil là nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ hai tại Việt Nam, chiếm khoảng 22 đến 25% thị phần, công ty vận hành 850 cây xăng và 600 đại lý. Lừa đảo đánh cắp thông tin thẻ tín dụng là thủ đoạn lừa đảo mới vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo tới người dùng internet tại Việt Nam. Thủ đoạn lừa đảo đánh cắp thông tin thẻ tín dụng nhắm tới đối tượng là những người thường mua hàng qua các nền tảng mạng xã hội, vừa được Cục An toàn thông tin cảnh báo tới người dùng internet Việt Nam. Cảnh báo cho hay thời gian gần đây, nhiều người trình báo bị kẻ gian đánh cắp thông tin thẻ tín dụng sau khi mua hàng thông qua các nền tảng trực tuyến. Đây là phương thức lừa đảo chiếm đoạt thông tin vô cùng mới, nhắm tới tâm lý ham mua đồ giá rẻ của nhiều người. Thủ đoạn được nhiều đối tượng sử dụng là tiếp cận nạn nhân qua những bài đăng quảng cáo bán sản phẩm, hàng hóa có mức giá ưu đãi lớn, kèm nhiều khuyến mãi và quà tặng. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu những người muốn mua sản phẩm, hàng hóa với giá ưu đãi phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục thanh toán, để phòng chống phương thức lừa đảo trên, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân không truy cập vào các đường linh lạ, không tham gia mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không rõ nguồn gốc hoặc giả mạo. Người dân cũng được khuyến nghị xác minh danh tính của người bán trước khi mua hàng, tỉnh táo trước những quảng cáo sản phẩm với mức giá rẻ bất thường. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119 hướng dẫn Điều 43 Luật Đường Bộ về thanh toán điện tử giao thông, trong đó quy định người dân sẽ thanh toán các khoản phí đường bộ, phí trông giữ xe đăng kiểm của phương tiện thông qua tài khoản giao thông theo đó phương tiện phải được gắn thẻ đầu cuối để mở tài khoản thẻ này là thiết bị điện tử gắn trên phương tiện để giao tiếp thông tin với hệ thống thu phí điện tử không dừng và lưu trữ thông tin liên quan đến kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường việc gắn và kích hoạt thẻ do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện chủ xe phải trả chi phí gắn thẻ cho nhà cung cấp mỗi tài khoản có thể chi trả cho nhiều xe song mỗi xe chỉ được nhận chi trả từ một tài khoản và được kết nối với một phương tiện thanh toán chủ xe phải đảm bảo đủ tiền trong phương tiện thanh toán được thanh toán cho nhiều lĩnh vực và được kết nối với phương thức thanh toán theo nhu cầu không phải chi trả qua ví điện tử của nhà cung cấp dịch vụ thu phí như hiện nay việc này nhằm tạo hành lang pháp lý để phát triển thanh toán điện tử trong giao thông như trong giữ xe thu phí sân bay cảng biển đăng kiểm các quy định hiện hành mới cho phép thu phí đường bộ điện tử trên quốc lộ cao tốc Bộ Công an cho biết đến nay đã tổ chức phiên đấu giá thứ tư với trên 1,3 triệu biển số ô tô và đã đấu giá thành công trên 37.500 biển. Tuy nhiên xuất hiện tình trạng một số người đấu giá biển số ô tô nhằm mục đích mua đi bán lại, khi bán không được thì bỏ cọc, nhất là với biển đẹp. Tổng giá trị tài sản đấu giá thành trên 3.506 tỷ đồng. Tổng số tiền người chúng đấu giá đã nộp vào tài khoản chuyên thu của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an để nộp ngân sách nhà nước là 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, quá trình đấu giá biển số ô tô còn nhiều vướng mắc. Trong đó có quy định về trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá. Đặc biệt xuất hiện tình trạng người đăng ký tham gia đấu giá biển số ô tô nhằm mục đích mua đi bán lại, bán không được thì bỏ cọc, nhất là đối với những biển số đẹp dễ nhớ. Bộ Bộ Công an thống kê, đến nay đã có 738 lượt biển số bị bỏ cọc với số tiền 862 tỷ đồng. Ngoài ra, theo Bộ Công an, quy định nộp tiền chúng đấu giá trong 15 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá như hiện nay là quá ngắn, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho người chúng đấu giá, đặc biệt với những người ở vùng có điều kiện hạ tầng viễn thông chưa cao, sóng di động 3G, 4G còn kém, hoặc những người chúng với giá cao. Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định giảm hạn mức giao đất ở cho mỗi cá nhân tại thành phố Thủ Đức, quận 7, quận 12 và Bình Tân còn tối đa 160 m2, các xã của năm huyện không quá 250 m2. Theo quy định về hạn mức giao đất ở cho cá nhân trên địa bàn thành phố vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, hạn mức giao đất ở cho cá nhân trên địa bàn thành phố các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và thành phố Thủ Đức không quá 160 m2 một cá nhân. Thị trấn các huyện và khu vực đã thực hiện dự án xây dựng đô thị mới theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ không quá 200 m2 một cá nhân. Các xã của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè gần giờ không quá 250m2 một cá nhân. So với mức cũ, hạn mức đất ở tối đa giao cho cá nhân tại các địa phương gồm thành phố Thủ Đức, quận 7, quận 12, quận Bình Tân giảm từ 200m2 xuống 160m2.